Cái này là 176 hả Dũng? Dạ 79 anh. 179 hả? Dạ. Ủa đi sáng là bao nhiêu ăn? 50 à? Dạ ngon nhất 101 cô, 50 là hàng con không bao ăn hả cô? 50 là hàng đấy hả? Dạ đúng rồi. Hàng 50 là cô ăn cái hàng trên hộp ngon hơn. Dạ đúng rồi, hộp đó con bán 150 hộp đó cô. Thử đi em. 150 nó bị trái muối xíu rồi chứ nó không bị gì đâu. Vỏ mỏng đúng không? Vỏ sầu riêng mà bạn vỏ cam mà. Còn gì nữa? Dũng nói mà chị khách chi nhúng luôn. Làm quá. Kêu vỏ sầu riêng mà mỏng như vỏ cam. Sợ thì. Dạ sầu riêng ngon nhất 101 con. 101 trăm. Của 50 đó là bên cái miệng cái ngoài kia là cái nó hàng của nhà không chỉ đó là hàng sầu riêng. Dạ đúng rồi, hàng sầu riêng đó con. Rồi 179 ngàn em á. Giờ cô ăn nào con nữa cho. À thôi tiền cho Lâm ơi. 179 á, thôi 21 ngàn. Rồi sao? Con lấy hàng ngon. Dạ cảm ơn là sao ghi đó. Cảm ơn là địa danh thôi à. Dạ. Giờ con ăn hàng này đi nhá, con lựa cho trái ngon. Dạ nhưng mà nó nhiều muối lắm. 150. Rồi cái này đã chưa? Bao nhiêu muối luôn. Trong cái lô này vỏ mỏng lắm mà. Đấy. 4 năm học luôn. Cái này. Sao cái này nó chưa chín cô? Dạ đây nó mới tới này chín nè, tới này được không? Nó bị vậy chứ nó không có vô tông được. Tới này ok không? Dạ rồi lấy tới này đi con, cái này ngon hơn nè, con hứa với cô luôn. Cô thích ăn khô hay ăn mềm ạ? À? Khô, khô. Dạ khô là được rồi đó. Cái này là loại 101 á cô. Cái này là loại 100. Dạ cũng hàng ghi 6, nói chung là đây con còn ghi 6 không á. Tại vì hàng nhất hàng nhì hàng 3 thôi, 286 tiền. Cái này lép loại này. Dạ lép. Thử đi chị. Dạ, rồi. Thử đi, chứ đậm đà lắm không? Dạ. Rồi lựa cho chị cho cô tới nè, ngon giống vậy đi làm ơi. Dạ. Nó nhiều muối nhưng mà nhiều muối không quan trọng, nhưng mà cái thực hiện nó ngon. Dạ, ngon lắm luôn. Nhưng thì đó bé hàng ngàn trăm đó. Dạ. Vậy ủa trái đó không được anh Dũng? Trái đó em coi thử coi. Thơm lắm rồi mà. Chị lấy cái này ngon nè chị. Em anh chưa tin tưởng nữa không? Dạ, rồi đó. Không, cái này không nghe đâu. Cái này đó nó cuối một xíu nhưng mà chị ăn một cuối nó đáng một cuối. Thì tôi mua trái nó dài nữa xong. Dạ. 3 kg mà về á, muối được nửa ký à. Dạ. Trái này ngon nè, cái trái này ngon lắm luôn. Nhưng mà quan trọng chị ăn cái muối nó ngon. Rồi, 206. Tôi biết rồi, trái dài. Dạ. Nói chung là nó cũng phải vô một xíu chứ nó không có phải là như nó không như trái cam được.
chị ơi, chị lấy giấy của em lựa cho chị đi. Giấy đó ngon lắm á. Đó nhiều không? Không, tới đây nhiều muối lắm. Muối lắm chị. Tới đây nhiều muối. Ok nha. Dạ 384 á. Chị lấy bên đây luôn đi chị ơi. Dạ 3 kg. Dạ không. Cục chín. Cô mua sống mà. Cô mua sống gì làm cỏ gà hả? Có sống luôn. 153 không. Hai cái loại nó khác nhau nhưng mà có loại là nhất nhì ba thôi. Chứ nó vẫn giống nhau. Dạ. Ủa anh quay chi vậy? Nó chung một. Dạ đang Trung Quốc cho cô chú xem á. Dạ. Cái đó ghiền. Sao cái đít này giờ được chưa? Thử đấy con. Cô dẻo luôn. Dạ hộp đó 150 chị. Ok không? Một muối đó là cô đủ tiền rồi. Dạ. Dạ loại đó 80. Dạ nó tùy theo loại gì. Dạ. Quan trọng cái chất lượng mới mua. Dạ quan trọng chất lượng của nó có ngon hay không thôi chứ dạ giờ không bị cháy muối xíu rồi đó. Quan trọng nó ngon hay không thôi. Dạ hàng đó 101 quá chị. Dạ. Dạ cái loại này cũng giá vậy. Dạ dạ. Nhưng mà cái này chưa chín. Lam ơi lựa trái ngon ngon Lam ơi. Quá trời muối luôn. Dạ đó để em nhạc quỳ gói. Cô chưa mua đi. Mua đi gì làm quỳ gói thì lấy được. Mua đi dành nữa. Bữa em bữa ai? Dạ tin. Ý lấy cho chị ra tái à. Tao đây chính đó chị. Người ta cắt cái này người ta chiên ăn thử đó đó. Chụp đây chụp đây 300 mấy. 384 cô. Dạ. Kè có tái vàng vàng này chín đấy em. Rồi tới đó chín đấy. Cái này cũng ngon nè. Chín nha. Chị muốn ăn gáo đây. Đưa cho em. Ăn chín vừa đủ á. Ăn nó nhão quá. Dạ. Tới này không được em. Có 10.000 hả chị? Rồi tới này chín rồi nè. Dạ chị ơi. Nhiều anh Dũng. 384 em. Dạ. Dạ chín rồi chị. Dạ. Chín 388 dạ. Cô đồ chín. Tám à. Lâu rồi. Cái này ra 10 11 12 rồi. 388 em khui nha chị. Tới này vỏ mỏng lắm. Đâu cho thử mấy nha chị. Đừng có gông. Ok không? Bây giờ ngồi em lên xe đi. Quá. Dạ không chị. Ê, cái mày nó sườn nè. Sườn rồi. Nó ngon đỡ đi Dũng ơi. Đừng giúp ra anh Dũng. Sườn ngon. Đó đó. Ngon đỡ cho chị đi. Bốn trăm hai mươi hai ngàn ở đây bao ăn mà ra với con đi ăn ngồi trên xe bốn trăm mấy hai hai đây đi cho nó vô đây đi chứ anh thôi cứ ra ngồi.
phải không? Ờ. Cho thăm đã hả? Ở đây đông lắm ngày nào. Ai là đó đó hả? Đứng đông còn hoài đó, không thấy tối thấy đông cái à. Đi về ghé đây. Thầy gì bạn em ngồi nhậu đây mà em đâu dám tiền của nó đâu. Ôi vậy tôi đấy, hồi nãy quay con nói anh đó. Mà em ngồi nhậu không dám tiền của đó luôn á. Tôi ngon lấy anh những người em ngon đổi. Thì bỏ muối lại. Muối nó cũng bị ấy rồi đó. Để dạ không, em bỏ lại. Bỏ muối nó luôn em. Ủa cái này được không Vũ? Được. Cái này ngon không? Được. Rồi em ập cái đó lại luôn đi em. Thử cái này luôn không? Không, mình thử thôi, kiểu là nó chín đều. Rồi ăn nào cho tông lựa em ơi.